15 cái này 10 là 25 anh. Đây là chả giò, bình bánh chiên, tất cả món này đều chay. Hôm nay chúng ta lại ghé quán của cô Thu. Người dân ở đây, người dân địa phương ở đây thường gọi là cô gái. Cô bán bánh khọt, bánh căn, bánh bèo. Hôm nay là ngày rằm, ngày chay, nên là cô bán món chay ha các bạn. Đây chúng ta cùng vào xem hôm nay cô bán món chay là món gì. Đây thì khách đứng mua rất là đông rồi các bạn. Nước dừa luôn ha. Cho đường không? Có chút đường thôi. Ba dĩa. Ba dĩa. Ba dĩa. Đường hấp nhiêu tôi? 20 con ớt. Anh ơi bịch chè. Hợp với bịch chè cho gà giá. Cô gái quán này bán mấy chục năm rồi cô gái. Phải nói rõ là con. Bây giờ con gái là hôm nay 53 tuổi. Dạ. Mà con của gái 31 tuổi mà chưa có con đã bán rồi. Dạ. Không biết là khoảng 40 năm đi. Cứ đại vậy đi. Không, 30 mấy năm đó. Hàng ngày là cô bán, cô bé bán món gì cô bé? 45 48 ngàn. Hàng ngày thì đó cứ 2 giờ dọn ra bán, 4 giờ dọn vô. Con. Rồi rồi đủ thay đổi, thay đổi. Hôm nay bán bánh bèo, bánh khọt, mì chay bán đủ thứ á. Mì chay là hàng tháng tới ngày chay, ngày rằm. Là 50 ngàn đủ ha. Thứ hai thứ năm bán bánh khọt. Thứ hai thứ năm bán bánh khọt nữa. Mấy ngày kia thì bán bánh bèo. Mấy hộp. Không bị quyết. Lấy không bạn? À, chừng 2 ly nước mía 10 ngàn 40. Ở ớt chuối mà mình cho mấy cái bột bột. Quay cận cảnh luôn nha. Từ từ. Đó, thấy chưa? Quán của bạn đang phiêu thêm bún xào hả các bạn? Đó, cho lên lên tấm. Đó. Chút đồ năm đỏ không rung nha. Hết cái lóng lên chung điếu. Cảnh nó mới đẹp ra. Tương đẹp không? Đẹp không? Tương này. Để mình vô đây ăn rồi. Bị rối rồi. Hôm nay là cô gái bán bún xào chay hả các bạn? Làm hộp đem về. Hôm nay cô gái đang là thực khách ngồi ăn tại quán. Chỉ để đổ ra, chỉ là đổ á. Đầy đủ cho đổ. Anh ơi, bịch chè. Dư gan. Chúng ta cùng xem trong một dĩa bún xào gồm có những món gì các bạn. Như quay về quên. Nó món gì? Như vậy đang ăn. Ừ. Em 15 ngàn. Còn ăn như vậy thì rồi vậy nè. 2 ly của con đựng cho. Nó một ly nó chè. Bà già đó. Ngồi đây được rồi. Ngồi đây đi. Có 5 ngàn nè. Dạ 5 ngàn không? Có 5 ngàn. Tại đây có rồi. Có không? Chính là 5 ngàn. Đây cao.
đứng chờ mua mang đi ha các bạn. Chờ bún xào chay mang đi. Đây. Quán này bán rất là nhanh ha các bạn, trong vòng 2 đến 3 tiếng là hết rồi. Cô đây là người địa phương ở đây mang tô từ nhà đến mua bún xào chay về. Cô hay ăn ở nhà cô gái không? Có, ăn hoài. Cứ mùa chay là cô tới đây cô ăn hả? Dạ. Ăn ngon cô, ăn thấy được không cô? Ngon, rẻ nữa. Ngon không cô? Ngon. Dạ, dạ. Hôm nay cô gái bán thêm món chè chuối nữa hả các bạn? Và dưa gan màu xanh nữa. Đây rất là ngon và rẻ. Phần chỉ đến 5.000 thôi. Hai bịch chè. Bịch chè chuối cũng 5.000 hả cô gái? Có 5.000 thôi. Dạ. Đây là những khách hàng đang đợi mua bún chay của cô gái. Đây là bún xào, đậu hũ, là bún chiên. Anh ơi em gửi 25 nghìn. Hợp tâm này xài có mấy năm rồi em không? Chỉ có đồng ý đá là đắt nhất thôi. Thấy không? Hợp tâm này xài mấy năm rồi. Ờ. Giấy em đây tôi để đây là hơi, nếu mà bữa tôi để cao đó. Rồi đi nha mà. Ờ, đi đi. Em thấy cái trà đá đâu ngon không? Chưa tới, chưa xíu thôi. Tại đây đó, tấn công một. Đâu muốn sao? Vậy nè, trời dạ. Mà tự nhiên quên không nhớ ai hết. Nhớ hả? Có 5.000 à? Yên bình đó không? Chú ở đây là mẹ nhé. Có người chú đẹp, chú mẹ ghế. Không bắt người sao cho cô nữa không? Thôi giờ thôi. Thôi nhẹ. Cho nó cục đá. Cô ra con xin đá đâu không? Tại dân hàng này là nữ nhiều lắm. Cho cháu là số của nam là nữ này tấn công. Sao chú? Cái sao? Bây giờ là tra tấn á. Một dĩa là chuyện không lại vậy là 15.000 đồng. Cái này hấp cái đấy, trộn cái chú nhưng mà chú cũng thắng à. Một mình chú đỡ được hết. Nè, đông bà cỡ nào chú đỡ được hết. Nè anh Sim. Dạ. Anh Sim. À của chú đây đúng không? Cái gì? Đó, chú không ăn Hoàng Thánh hả chú? Không, chú ăn một món một. Ê, có củ kẹo không? Bỏ củ kẹo vô. Không có biết, không dám ăn. Em không anh này. Đi về cho 20 Làm thấy quận đâu, bữa đóng cửa đâu rồi. Mày nói đâu rồi? Vui, mai chắc có. Mai có tới không? Nãy đây gọi điện ơi, một số người mẫu diễn viên rồi đó. Đây tao tụ tập đây vui lắm. Mai hẹn 1:30 đi tụ tập đây tập trung đây nè. Kêu người mẫu chân dài chân ngắn rồi đó. Rồi, chân dài chân ngắn. Mày đẹp không có vô giỡn hoài. Cái không gian quán của cô gái rất đơn giản thôi, tấm bạc, cây gỗ đóng thành rồi mình che thành một cái bàn ngồi bán thôi các bạn. Rất là đơn giản. Khách thì ngồi xung quanh những cái bàn này ăn uống tại đây luôn. Này quay lên khách ta quay 9 hay quay ta 7.
gái bên xem rồi. Tới bên bà. Tới tới lại bưng dùng cái tới. Đâu rồi? Đi gái. Ở bên nhà lại chị coi nè. Không biết hỏi chú đi rồi chú nữa rồi nghe. Thương quá. Thương quá. Ủa con, đi quay chơi đi.